Xin chào mọi người, hôm nay Usolab sẽ chia sẻ với các bạn giải mã từ BHA là gì. BHA tức là Beta Alpha Hydroxy, cho nên là đối với lại cái BHA này nó sẽ tan trong dầu và đặc biệt là sử dụng cho những làn da dầu mụn rất là phù hợp đối với lại cái BHA. Tuy nhiên công dụng của BHA làm sạch tế bào chết nè, giảm những cái nếp nhăn nè và giảm những cái thâm trên bề mặt da, đặc biệt là thâm sau mụn. Tuy nhiên khi sử dụng BHA trên da thì các bạn nên lựa chọn cái hàm lượng cho nó phù hợp với loại da. BHA từ 5% nó sẽ loại bỏ tế bào chết, làm sạch sâu lỗ chân lông. BHA từ 10% nó sẽ làm sáng da, điều trị mụn và giảm các cái nếp nhăn. BHA từ 15 cho đến 30% thì sẽ có tính năng về bong tróc da và nó sẽ nghiêng về điều trị da hơn, cho nên là đối với lại những cái làn da mà bị mụn viêm thì chúng ta nên sử dụng hàm lượng BHA thật là cao để nó kháng viêm rất là mạnh đối với da mụn.